binh biến Niger, Pháp lo lắng cho người dân Guinea đến mất ăn, mất ngủ. Như vậy là cuộc đảo chính tại Niger cũng ngót nghét được 2 tuần. Câu chuyện về địa chính trị xung quanh nó thật khó mà có thể nói một cách dễ hiểu được. Vậy thì video này chúng ta sẽ đi vào một ví dụ cái thứ mà phương Tây đang lo lắng ở Niger, cũng như khả năng xảy ra can thiệp quân sự. Đầu tiên chúng ta đi vào phần cà khịa một chút nhé. Ở video trước mình đã phân tích về sự đặc biệt của sự kiện này và ngày càng lộ rõ cái sự tuyệt vời của phương Tây ở hai vấn đề khá giống nhau tại Ukraine và Niger. Ở Ukraine thì phương Tây ủng hộ đảo chính, ở Niger thì phương Tây phản đối đảo chính. Ở Ukraine thì cuộc đảo chính là cuộc cách mạng chính đáng của người dân, còn ở Niger thì lấy đi nền dân chủ của người dân. Vâng, cùng là một lý do thôi, là vì người dân của hai nước. Pháp lo lắng cho người dân Niger đến mất ăn mất ngủ. Tổng thống Pháp nói rằng cuộc đảo chính này cực kỳ nguy hiểm cho người dân Niger, cho đất nước và cho toàn bộ khu vực. Chúng tôi cũng kề vai sát cánh với các nhà lãnh đạo khu vực để bảo vệ dân chủ, tự do ngôn luận, chống lại bất cứ sự thao túng nào, Tổng thống Macron nhấn mạnh. Thấy không, Pháp nói riêng và phương Tây nói chung rất lo lắng, quan tâm cho người dân Niger. Để nhắc cho bạn nhớ nhé, thỏa thuận ngũ cốc, nơi mà phương Tây lo lắng cho người nghèo thiếu đói như Niger đến nỗi là nuốt hết ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, chẳng thèm miễn phí hoặc thậm chí chẳng thèm bán giá rẻ cho châu Phi như Nga. Và khi Nga làm việc đó thì họ nói rằng châu Phi đừng để rơi vào cách ách thực dân của Nga vì ngũ cốc giá rẻ nhé. Chưa hết, phương Tây lo lắng cho dân Niger đến nỗi EU, Pháp, Đức cắt hết mọi viện trợ cho Niger. Mà cái tiền viện trợ này từ đâu mà ra thì video trước mình cũng đã nói rồi. Phương Tây cũng lo lắng cho Niger đến nỗi ở Niger không có bạo loạn, không có thiết quân luật, không có đàn áp. Người dân Niger chỉ biểu tình phản đối chính phủ cũ và muốn đuổi cổ Pháp khỏi đất nước của họ. Nhưng Pháp vẫn thương và sợ người dân Niger mất đi sự dân chủ đến nỗi đang có kế hoạch quân sự với Niger thông qua vài tổ chức tay sai nào đó. Rõ ràng đúng không các bạn? Pháp và phương Tây rất lo lắng cho người dân Niger, cho nền dân chủ của người dân Niger đúng không? Thôi lan man quá, mình trở lại với nội dung video nhé. Như đã nói, chuyện địa chính trị của Niger nói ra thì rất dài dòng, nên video này mình sẽ dùng một thứ để cố gắng giải thích cho câu chuyện Niger, đó chính là uranium. Ở video trước chúng ta biết 56 lò phản ứng hạt nhân ở Pháp là lấy uranium từ Niger, nơi mà đến 83% dân số không có điện. Mình cung cấp thêm cho bạn một tin nữa, theo chủng Wagner thì Pháp đã khai thác uranium ở Niger bán ra thị trường với giá 218 đô la, nhưng họ chỉ trả cho Niger 11 đô la. Suốt 10 năm qua Niger đòi lại quyền kiểm soát tài nguyên của mình nhưng không được. Chỉ cần như vậy thôi bạn cũng đủ hiểu rồi nhé, không cần mở rộng rằng câu chuyện Pháp khai thác thuộc địa ở Niger như thế nào nữa nhé. Uranium ở Niger được Pháp phát hiện và khai thác từ những năm 50 của thế kỷ trước. Mặc dù trữ lượng uranium tại Niger chỉ chiếm khoảng 5% của thế giới, nhưng hiện tại các khu mỏ do Pháp quản lý tại Niger chiếm tới 20% nguồn cung cho châu Âu. Và ai cũng biết rằng một châu lục mà đang bài trừ năng lượng hóa thạch suốt hàng chục năm qua thì uranium là thành phần sống còn của năng lượng ở châu Âu. Câu chuyện sẽ bắt đầu như sau. Hiện tại hơn 50% nguồn cung quặng uranium hàng năm được khai thác ở Kazakhstan và Uzbekistan. Ai cũng biết rằng hai nước này thân Nga và hiện tại Nga là nhà nhập khẩu tới 40% quặng uranium của hai nước này. Tương đương rằng Nga đang nắm ít nhất 21% toàn cầu. Nếu cộng thêm của Nigeria và của Nga thì con số mà Nga kiểm soát là 31% tổng lượng khai thác toàn cầu. Và tất nhiên con số này có thể tăng thêm nếu Nga muốn. Điều quan trọng ở đây là châu Âu đang nhập khẩu 20% từ Nga, 25% từ Niger và 24% từ Kazakhstan. Có nghĩa rằng Nga có thể kiểm soát lên đến 70% lượng quặng urani nhập khẩu của châu Âu. Và câu chuyện ở đây chưa kết thúc. Điều làm Nga đáng sợ không phải là quản lý nguồn cung quặng uranium thô, mà ở việc chuyển đổi nguyên liệu thô thành nguyên liệu có thể sử dụng cho các lò phản ứng hạt nhân thông qua một quá trình được gọi là chuyển đổi và làm giàu. Và hiện nay Nga đang chiếm tới 40% thị trường về tạo ra sản phẩm cuối cùng này, bởi vì công nghệ của Nga là công nghệ đơn giản, rẻ và hiệu quả nhất trên thế giới. Nếu tính đơn thuần về mặt thị trường thì hàng của Nga là số 1 về giá và chất lượng, nhưng các nước không dám mua 100% của Nga, đơn giản vì an ninh năng lượng thôi. Loằng ngoằng quá đúng không? Vậy mình nói cho dễ hiểu nhé. Nếu chỉ cần mất Niger vào tay Nga và tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên thì Nga nắm ít nhất 30% sản lượng quặng uranium và 50% thành phẩm uranium trên toàn cầu. Riêng châu Âu, nếu mọi thứ vẫn giữ nguyên chỉ cần mất Niger thì châu Âu phụ thuộc đến 40% uranium của Nga. Và tất nhiên, nếu Niger rơi vào tay Nga và Nga phát động một cuộc chiến năng lượng hạt nhân mới thì Nga có khả năng nắm tới 70% nguồn cung cho thị trường châu Âu. Và câu chuyện lúc này thì không đơn giản mà còn là sự tăng giá của nguồn cung dành cho châu Âu. Nếu Nga không chơi với châu Âu nữa thì lại một kịch bản dầu mỏ và khí đốt thứ hai cho châu Âu khi phải mua đường vòng với giá cao mà vẫn phải dùng đồ của Nga. Lúc đó thì thưa với các bạn, châu Âu quay lại thời kỳ đồ đá là có thật. Chỉ cần nhìn vào câu chuyện uranium thôi, đã thấy rằng Niger là nguồn sống của phương Tây và xem cách mà tụi nó, cụ thể là Pháp đối xử với nguồn sống của nó như thế nào thì các bạn cũng đã nhìn ra. Ngoài ra, ở Niger còn là câu chuyện lợi nhuận của các tập đoàn khai khoáng, các công ty của Pháp, còn là câu chuyện tài chính của ngân hàng Pháp, các tài nguyên khác, và còn là câu chuyện xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nigeria đi qua Niger tới châu Âu sẽ bị hủy bỏ, và còn nhiều thứ phức tạp khác. Với riêng Niger, chúng ta thừa hiểu rằng sau hàng thế kỷ bị thực dân theo nhiều hình thức, thì giờ đây chắc chắn họ chỉ chờ một cơ hội nhỏ để thoát khỏi cái ách thực dân này thôi. Và chúng ta cũng chỉ nói riêng về vấn đề uranium này, và một cách đơn giản nhất, nếu Niger thành công thì họ được tối thiểu hai thứ. Thứ nhất là họ được sở hữu chính tài nguyên của nước mình, và thứ hai là được mua bán với đúng cơ cấu thương mại chứ không còn là sự cướp bóc khi mà họ chỉ nhận được 5% giá trị. Và nãy giờ chỉ đơn giản là nói riêng về chủ đề uranium thôi, đã thấy rằng Pháp nói riêng và phương Tây nói chung chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu vãn lại tình hình tại Niger. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Câu chuyện phức tạp này thực ra rất đơn giản và dễ hiểu.
Về phần Pháp và nói chung là phương Tây, phương Tây sẽ tìm mọi cách với mọi chiêu bài của mình để giải quyết. Mỗi lần bạn nghe về dân chủ, nhân quyền, hiến pháp, tự do gì gì đó thì đều là những lời nói để chuẩn bị cho việc đổ bộ quân vào hoặc một biện pháp nào đó nhằm lấy lại được vị thế chi phối chính phủ New Guinea. Mới nhất là chuyện ECOWAS, vốn bản chất là một tổ chức quy tụ những con rối của Pháp, tuyên bố sẽ can thiệp quân sự vào Niger. Tất cả mọi thứ mà phía Pháp cần hay nói chung là phương Tây cần, đó là một cái cớ. Vậy nên câu chuyện của Niger là hai việc. Thứ nhất là nhanh chóng hợp thức hóa chính phủ, dọn dẹp những quy định ràng buộc đối với Pháp và phương Tây, tạo một cộng đồng liên minh tương trợ mõm thôi cũng được. Câu chuyện thứ hai là phải dập tắt mọi cái cớ có thể được phương Tây lợi dụng, có thể là bạo loạn, biểu tình, có thể là một nhóm khủng bố, một vụ tấn công và vô vàn chiêu trò khác. Niger phải giải quyết được để không thể xuất hiện một cái cớ nào cho Pháp lợi dụng luật pháp hay là các thỏa thuận song phương nào hay bất cứ cái gì với nhiều từ hoa Mỹ để Pháp có thể nhúng tay vào. Đến đây chúng ta có câu chuyện về Niger nhờ Wagner hỗ trợ. Wagner tới Niger không phải là để đánh nhau với phương Tây. Nếu là đánh nhau với phương Tây thật thì Wagner tuổi tôm. Cái mà Wagner làm là giúp Niger dọn dẹp sạch sẽ tất cả những nguy cơ dẫn đến cái cớ dành cho phương Tây. Các bạn cứ thoải mái theo dõi tin tức đi và các bạn sẽ thấy tất cả những sự kiện đã và sẽ xảy ra sẽ xoay chung quanh những điều mà mình vừa nói hết thôi. Và tới đây vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Nga đúng không? Mình nghĩ rằng Nga sẽ không xuất hiện lúc này đâu. Niger là cú nổ đầu tiên, có thể nó sẽ thất bại, nhưng câu chuyện Nga đang làm sẽ âm thầm đứng sau và để mọi thứ tự vận hành theo vốn có của tự nhiên. Khi con người bị đàn áp quá mức thì sẽ cần một cơ hội là họ sẽ tự động đứng lên. Nga chỉ cần tiếp sức, và song song với đó sẽ là câu chuyện Nga tạo ảnh hưởng địa chính trị tại châu Phi một cách đôi bên cùng có lợi. Kết thúc video, mình xin trích dẫn hai phát biểu hay cho điều mình muốn nói. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng việc ngừng cung cấp urani và vàng từ Niger đến Pháp có thể coi là sự trừng phạt cho nhiều năm tàn ác đối với người dân châu Phi của Paris. Trung Wagner có một chia sẻ dài nhưng mình sẽ nói ngắn gọn lại là cơ sở cho đạo chính tại Niger chính là kinh tế. Họ đã bị phương Tây đẩy vào cảnh nghèo đói suốt một thời gian dài. Phương Tây sử dụng những kẻ khủng bố để quấy nhiễu và sử dụng một số đội quân được bảo trợ của Liên Hợp Quốc để diễn một trò gìn giữ hòa bình. Chính quyền hiện tại đơn giản là che đậy và cho phép những kẻ này cướp bóc Niger. Kết quả là đáng lẽ người dân Niger được tự do, hạnh phúc với những gì đất nước họ có thì họ lại phải im lặng, nơm nớp lo sợ và lặng lẽ nhìn những tài nguyên của mình bị cướp đi. Vì vậy, đây chính là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng nền độc lập của Niger. Chúa ban cho họ thành công.